Như chúng tôi đưa tin, thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho nam bệnh nhân 41 tuổi bị suy kiệt nghiêm trọng và rối loạn các chức năng. Gia đình cho biết là bệnh nhân này đã điều trị bằng cách nhịn ăn, chỉ uống nước kiềm mỗi ngày là 10 lít tại nhà ông Nguyễn Tiến Nam ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Cách đây 2 tháng thì đã có người tử vong khi chữa bệnh tại đây. Trước thông tin này, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu xã Bình Minh, huyện Thanh Oai có biện pháp xử lý với cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Tiến Nam. Hôm nay chúng tôi đặt đoàn kiểm tra lên đây. Vâng, đấy đó. Ngày có quyền kiểm tra đột xuất bất kỳ các trường hợp. Bố là cố lòng, không có quyền đâu ạ. Vào nhà ta đi ra đi khẩn trương. Vào nhà ta phải có giấy là khám nhà vi phạm. Hiểu chưa? Chiều nay, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Bình Minh đã đến nhà ông Nguyễn Tiến Nam để làm việc. Tuy nhiên, ông Nam không có nhà và người tự xưng là em ông Nam đã không cho đoàn kiểm tra vào làm việc và có những lời lẽ xúc phạm đoàn kiểm tra. Qua quan sát, nhóm phóng viên thấy nhiều người bệnh đang ngồi trong sân và mỗi người bên cạnh có một ca nước khoảng 1 lít. Vì đông người đến chữa bệnh, gia đình ông Nam đã thuê nhà xung quanh cho những người chữa bệnh ở. Qua trao đổi, đây là những bệnh nhân mắc ung thư, thận và các bệnh hiểm nghèo từ nhiều tỉnh thành tìm đến sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội. Có Zola của kinh như là nó bị nhiễm vào máu ấy. Thế là cô mới thực sự là cô cũng nghe tin, xong là cô đến đây để uống cái nước của bác Nam ở đây, xong là nó cắt thay lọc máu của cô đi xay được không, có thế thôi. Cái nước kia là nước gì ạ? Nước kiềm với nước gì? Ngày khoảng 4 lít. 4 lít không được ăn gì. Ông có bảo tại sao không được ăn gì không ấy? Thì chữa bệnh thì chúng tôi nghe theo là không được ăn, nhịn đấy nhịn. Sau khoảng 1 tiếng chờ đợi, ông Nguyễn Tiến Nam cũng về. Sau những lời lẽ xúc phạm cơ quan chức năng, ông Nguyễn Tiến Nam không cho đoàn kiểm tra vào nhà. Chính quyền địa phương cho biết ông Nam không có bằng cấp liên quan đến y tế và đã từng bị phạt 80 triệu đồng về hành vi khám chữa bệnh không phép. Bây giờ trình giấy vào đây tôi cho là ai có giấy vào đây. Quyết định nhưng phải có giấy vào nhà. Giấy đâu ạ? Đây ạ. Đâu ngày nào? Mở cái ngày đâu? Chúng em có quyền kiểm tra đột xuất cho bác. Không có quyền kiểm tra, lên không kiểm tra. Hôm nay chúng tôi đặt đoàn kiểm tra đến đây. Đâu? Giấy đâu? Ngày có quyền kiểm tra đột xuất bất kỳ các trường hợp. Bố là cố lòng, không có quyền đâu ạ. Vào nhà ta đi ra đi khẩn trương. Vào nhà ta phải có giấy là khám nhà vi phạm. Hiểu chưa? Nhưng ông này chỉ tháo dỡ biển chữa, trao ngược dạ dày, xương khớp, các loại khối u bằng nước trong 2 ngày rồi lại dựng lên. Không có một cái bằng cấp như thế cả, ông ấy là một kỹ sư về điện cơ khí. Không mà ông ấy mới là hành nghề này lại nổi lên từ năm nay, từ năm nay là nhiều thôi. Còn trước là ông làm các hệ thống máy nước để ông bán như ông kiềm đấy, nhưng mà bây giờ ông lợi dụng vào cái này để ông bán trên lên, ông quảng cáo lên TikTok rầm rộ. Ủy ban xã thì và các ngành chuyên môn thì vẫn tiếp tục tuyên truyền, mà gần như thì ông Nam này thì vẫn bất chấp mọi các cái quy định thì vẫn chưa chấp hành. Và cái hướng của xã thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi một mặt thì cũng sẽ bám sát cái tình hình của cơ sở này của ông Nam, và hai nữa là thường xuyên báo cáo các ngành chức năng của huyện để xử lý theo thẩm quyền. Chính quyền xã Bình Minh cho biết sẽ mời ông Nguyễn Tiến Nam lên làm việc và phát trên loa truyền thanh của xã về hành vi khám chữa bệnh không phép.